Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Tranh ghép hình thời gian. Sâu lượng nhỏ, mau dậy nào, cục nội ra ngoài vận động. Nội ơi, hôm nay là ngày nghỉ đông đầu tiên, để con ngủ thêm chút nữa đi. Nội nhớ là hôm qua có bạn nhỏ mời nội, nhất định phải giám sát bạn ấy sửa thói lười biếng. Không biết con có quen bạn ấy không? Nghỉ đông rồi, năm nay mình nhất định không giống như trước đây nữa. Mình phải luyện thư pháp, mình phải học thuộc thơ đồ, mình còn phải luyện chạy bộ. Đợi tới khai giảng rồi, mình phải khiến cho ngu ngu tiểu hòa khiếp sợ một phen. Kế hoạch khá lắm, nhưng mà nhiều nhiệm vụ như vậy con có thể làm được không? Con nhất định có thể. Nếu không tin, nội à, nội giám sát con nha. Thật không, nói được làm được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tứ mã nan truy. Hỏng rồi, mình quên mất còn phải luyện tập chạy bộ. Nội ơi, nhưng bây giờ là mùa đông, bên ngoài rất lạnh. Hiếu hiếu, con đã hứa với ông nội rồi mà. Dạ được. Ngày nghỉ đông thứ nhất đã phải chạy bộ vào sáng sớm, còn vất vả hơn so với đi học nữa. Hiếu hiếu, còn nhớ nội từng nói với con đạo lý của câu ở ổn định không? Muốn đạt được mục tiêu giỏi phải kiên trì bền bỉ, kiên trì làm từ những chuyện nhỏ xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống. Muốn đạt được mục tiêu học tập, kỳ nghỉ đông này con cần học thuộc lòng 300 bài thơ đường, mỗi ngày luyện viết 100 trang thư pháp, còn phải làm bài tập của thầy cô ở trường giao cho. Đừng có quên là sáng sớm mỗi ngày ông đều sẽ cùng con rèn luyện đó, nhớ chưa? Hả? Còn bận hơn so với đi học ở trường. Thật không hiểu tại sao ông nội nhất định bắt em phải sinh hoạt theo thời gian biểu. Buổi sáng ngủ thêm 15 phút cũng không có gì to tát. Em cũng biết câu chuyện nước chảy đá mòn kỳ tích như vậy chính là dựa vào sự nỗ lực không ngừng, cũng giống như loài người rèn luyện bản lĩnh vậy đó. Nhưng mà em vẫn không hiểu, những chuyện ông nội bắt em làm chẳng qua chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thức dậy, ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, làm gì có mục tiêu vĩ đại nào chứ. Nhưng mà nếu như một người ngay cả thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng không thể hình thành, làm sao có thể kiên định hoàn thành việc trọng đại chứ? Ông nội dạy ở ổn định chính là dùng thói quen sinh hoạt có quy luật ổn định để bồi dưỡng khí chất lâu dài của em. Em cảm thấy thời gian là do chính mình quản lý, em có thể sắp xếp càng hợp lý hơn, vừa vui vẻ vừa không làm chậm trễ chuyện cần hoàn thành. Nói thì dễ lắm, đợi em mãi chơi vui vẻ rồi đâu còn nhớ tới học tập. Em nhất định phải làm được, không tin thì tụi mình đánh cuộc đi. Được thôi, vậy thì chúng ta thử xem tranh ghép hình thời gian. Wow, tiểu sủng ca, tranh ghép hình này chơi như thế nào vậy? Đây không phải đồ cho em chơi, những tranh ghép hình này đều là nhiệm vụ mà mỗi ngày em nhất định phải hoàn thành. Chỉ cần em hoàn thành, nó sẽ ghép vào trong mặt đồng hồ rồi biến mất. Nhưng nếu em không làm xong, nó sẽ bị mắc kẹt ở trên mặt đồng hồ, khiến cho ngày hôm nay của em không cách nào kết thúc được. Nghe có vẻ rất vui đó. Em đừng vui mừng quá sớm, đây không phải là đồ chơi. Nếu em dùng nó thì cũng giống như ký khế ước với tranh ghép hình thời gian, đã kỳ nghỉ đông đều phải thực hiện theo. Không phải chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi sao? Ghép tranh vào mặt đồng hồ là được mà. Anh yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Mong rằng em thật sự có thể nói được làm được. Ê, ông nội, bà nội, ông bà nội đi đâu vậy? Hôm nay không chạy bộ nữa hả? Ông bà phải ra ngoài đi thăm một người bạn cũ, 3 ngày sau mới quay về. Con biết rồi, thưa ông nội. Mấy ngày này, nội không thể giám sát con học tập được, chỉ có thể dựa vào con tự quản lý bản thân thôi.
Con biết rồi. Wow, cuối cùng cũng được tự do rồi. Về giường ngủ ngon nhất, đi ngủ thôi. Yêu Hiếu, em còn chưa đi chạy bộ à? Em đợi mặt trời mọc rồi mới đi. Hiếu Hiếu, đến giờ đọc thuộc lòng rồi. Đợi lát nữa đi, em xem xong sẽ đọc. Nhiệm vụ buổi sáng của em được sắp dồn sang nhiệm vụ buổi chiều. Hiếu Hiếu, đừng quên mất khí ước với tranh ghép hình thời gian. Nếu không, sẽ phải chịu khổ đó. Được, được, được. Em đi ngay đây. Đâu phải nói mà không làm. Chậm một chút thôi mà. Bây giờ không muốn học thuộc lòng. Em luyện thư pháp trước đây. Ông nội vừa đi, em liền quên luôn câu ở ổn định rồi. Anh xem, không làm theo kế hoạch của ông nội, mặt đồng hồ cũng đâu có bị tắc nghẽn. Nhưng mà rõ ràng có thể hoàn thành sớm, sao lại hoàn thành chậm trễ như vậy chứ? Đâu có nghiêm trọng như anh nói đâu. Chẳng qua em chỉ thay đổi thời gian nghỉ ngơi với thời gian học tập mà thôi. Bây giờ em ra ngoài đá bóng với Ngu Ngu đây. Em còn chưa làm bài tập mà. Không vội, không vội, còn thời gian mà. Đói bụng quá, mình muốn ăn tối. Sao bây giờ em mới về? Qua thời gian dùng bữa tối rồi, làm gì còn cơm mà ăn? Hả? Em đã bóng cả buổi chiều, có thể không đói bụng sao? Khế ước của tranh ghép hình thời gian vô cùng nghiêm ngặt. Qua thời gian dùng bữa tối rồi thì chắc chắn không còn cơm ăn. Buổi chiều em nên hoàn thành tranh ghép hình làm bài tập và tranh ghép hình chạy bộ sáng sớm, tranh ghép hình đọc thuộc lòng để dồn lại đến thời gian đi ngủ buổi tối rồi. Được, được, được. Em làm ngay bây giờ đây. Rất đơn giản mà. Hiếu Hiếu, đến giờ đi ngủ rồi, em làm xong chưa? Chưa xong, không đơn giản chút nào. Bây giờ em vừa mệt vừa đói. Bài tập vốn có thể làm xong trong 2 giờ, giờ đã tới 4 giờ mà vẫn chưa làm xong. Em còn phải đọc thuộc, còn phải chạy bộ. Tiểu Sủng ca, bây giờ phải làm thế nào đây? Hỏng rồi, chỉ cần tranh ghép hình thời gian chưa được ghép hoàn chỉnh, đối với em mà nói, ngày mới trên đồng hồ sẽ không bao giờ tới. Kim đồng hồ sẽ luôn ngừng ở 10 giờ. Không thể nào, thời gian sao có thể dừng lại được? Thời gian của người khác đương nhiên sẽ tiếp tục chạy, chỉ có em bị dây ở ngày hôm nay. Hả? Thời gian của mình. Hiếu Hiếu, ông bà về rồi. Hiếu Hiếu, ủa, người đâu rồi? Mới có 3 ngày, sao con lại trở thành bộ dạng như vậy? Ông ơi, bà ơi, con phải làm sao đây? Thời gian của con đều bị trộm mất rồi. Sao vậy, Tiểu Sủng ca? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À, thì ra mọi chuyện là vậy. Sao con lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Đều tại con. Thời gian của ngày hôm trước chưa bù xong, nhiệm vụ mới lại bị kéo dài. Bỏ lỡ thời gian 3 ngày, con không chỉ không có ngày hôm nay, cả ngày mai ngày mốt đều mất đi rồi. Tiểu Sủng ca, con mau quỷ bỏ pháp thuật kia đi. Nội ơi, đây là Hiếu Hiếu ký kết khế ước với trình ghép hình thời gian, con cũng không làm gì được. Vậy phải làm sao bây giờ? Bảo bối của nội. Nội ơi, con xin lỗi khiến nội phải lo lắng rồi. Hiếu Hiếu, nếu như con cứ tiếp tục trốn tránh, tuần sau tháng sau cũng sẽ biến mất. Biết sai mà sửa, không điều tiện gì bằng. Gặp phải vấn đề không thể trốn tránh, Hiếu Hiếu không cần phải sợ. Lấy ra dụng khí của Nam Tử Hán, ông bằng lòng giúp con đoạt lại thời gian đã đánh mất. Nhưng làm sao mới có thể đoạt lại thời gian chứ? Tức là làm theo câu ở ổn định, làm việc nghỉ ngơi như bình thường, không được thức khuya, không được ngủ nướng, dùng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, làm thêm nhiệm vụ, vẫn có thể bù đắp lại thời gian đã đánh mất. Đúng, nghe lời ông nội con, bắt đầu sửa từ bây giờ. Nội đi nấu bát canh bồi bổ cho con. Cố lên nha, Hiếu Hiếu. Ông ơi, bà ơi, Tiểu Sủng ca, cảm ơn mọi người. Hiếu Hiếu, thức dậy đi.
Hiền con chào nội. Ồ, còn sớm hơn cả nội nữa. Nội ơi, tốc độ sáng nay của con lại vượt qua kỷ lục lần trước. Con ngoan, sao trong phút chốc con lại trở nên hiểu chuyện vậy? Ngủ sớm dậy sớm, ở cố định, kiên trì bền vững thành sự nghiệp. Nội ơi, những điều này đều là nội dạy con. Cuối cùng con đã hiểu, những yêu cầu trong sinh hoạt thường ngày này thật ra bao hàm sức mạnh thần kỳ của quý trọng thời gian, quý trọng chính mình. Đúng vậy, thời gian là của chính mình, tiềm năng của con người được khơi dậy là pháp thuật lợi hại nhất. Hiếu Hiếu, có thi chạy không? Dạ thi chứ, con sẽ không chịu thua đâu. Con cũng muốn tham gia. Các bạn nhỏ ơi, chỉ cần nuôi dưỡng thói quen tốt, đồng thời kiên trì bền bỉ thì có thể đạt được thành công. Cho nên chúng ta phải làm được ở cố định, nuôi dưỡng đủ tinh thần, nuôi dưỡng thói quen tốt. Các em nhất định sẽ ghi nhớ nha. Yeah.